Mua xong của người ta ương sẵn về chỉnh chỉ mình cho đất vào chậu xong mình trồng thôi. Mà những cái chậu này như mình giới thiệu mọi người đây, tận dụng hết những cái chai lọ nha bạn, những cái phế này gọi là phế liệu bỏ đi đó, tận dụng hết. Ok, xin chào mọi người nha, cảm ơn mọi người trở lại với kênh Miền Tây Phiêu Lưu. Hôm nay có anh tí chia sẻ mọi người về cái tận dụng những cái đồ bỏ đi mà, cái đồ vứt đi á, tận dụng lại để mình trồng ba cái hoa kiển ha. Đây thì mình trồng ba cái hoa Tết nha bạn. Thì tận dụng những cái chai lọ này, những cái nước chai nước rửa chén, rửa bát rồi đây, những cái chai canh nhựa nào mình tận dụng hết. Này, chia sẻ mọi người cho mọi người xem tới mình tận dụng những cái đồ gọi là phế liệu á, vứt đi á, đồ bỏ đi mình tận dụng để trồng hoa kiển các bạn. Đây, mọi người thấy chưa? Đây thì mình có những cái chai lọ, những cái canh nhựa đây. Đây, như mọi người đây, thấy không? Cái này thì nước rửa chén này. Ha. Lọ nước rửa chén ha. Thì mình tận dụng lại, khoan những cái lỗ này để trồng hoa ha. Nước rửa chén, mấy cái can phân bón này. Đó, thấy không? Những cái phân bón cũng tận dụng cắt lại. Đất này, đất mình cũng tận dụng từ đốt những cái củi á bạn. Cái còn những cái tro này mình trộn chung với đất này, này. Rồi, thấy không? Mình nó trộn xong rồi này, tí nữa mình cho vào trong cái chậu đó mình trồng hoa được rồi. Thì chuẩn bị mùa hoa Tết nha bạn, tận dụng tất cả những cái can nhựa, chai nhựa để làm chậu, không còn phải mua ha. Tiết kiệm, vừa tiết kiệm vừa giải trí nha mọi người ha. Đấy, mình đa cái đất này thì mà ha, cái cây cỏ đốt còn tro này mình trộn lấy tro này ha, củi đốt xong rồi còn tro này ha, lấy tro trộn chung với đất này luôn. Xong mình đây, những cái này thì làm chậu ha, rất là tiện luôn. Cắt ra, chịu khó cắt tí xíu thôi, cắt rồi khoan ra vài cái lỗ là gì là thành cái chậu hoa này. Nhưng mà nhiều màu sắc, rất là ngộ, rất là thích thú, thú vị đâu các bạn, rất là lạ nha. Đây các bạn không, nhiều màu, nhiều loại. Thì hồi tí nữa mình sẽ bắt đầu cho đất vào trong những cái chậu này nha. Rồi cho xong hết, bắt đầu cái trồng hoa luôn. Giờ chuẩn bị trồng hoa để đón Tết các bạn. Chuẩn bị gần Tết rồi. Thì mình đây trồng những cái hoa vạn thọ nha, để mình vào đất, vô đất trước đi, vô đất xong rồi bắt đầu mới tiến hành trồng. Đất này đây mình đã chuẩn bị sẵn rồi nha. Đó, chuẩn bị sẵn, chậu chuẩn bị sẵn luôn. Tí mình chỉ cho đất vào trong chậu này, xong rồi tiến hành cho đầy hết mà đầu tiến hành trồng hoa vào trong chậu này là ok. chiếc ba cá trâu mình lên đây nha. Này, phải chưa? Tiến hành trồng bông rồi mà. Đây này, mọi người thấy không? Cái bông dạng thọ mình. Này. Cây rất là nhỏ, tầm này mua mà, không có nhà rộng, này mua được hết. Cây nhỏ xíu à. Này. Mọi người thấy không? Bông này nghe nói bự lắm. Mua về thì người ta bán sang nói mình nghe vậy thôi. Giờ tiến hành mình bắt đầu trồng nghe mà. Đất vô xong hết rồi. Ha. Mình tiến hành trồng vào trong thôi. Ha. Giờ mình trồng sâu này, bạn thấy khá là đẹp không? Ba cái hoa này là hoa vàng thọ nghe bạn. Mua cây giống này mua hết, tại số lượng ít mà trồng ít thôi, giống nhiều. Mình trồng mười mấy 20 cây thôi. Thì cái này mua hết, mua xong của người ta ương sẵn về chỉnh chỉ mình cho đất vào chậu xong mình trồng thôi. Mà những cái chậu này như mình giới thiệu mọi người đây, tận dụng hết những cái chai lọ nghe bạn. Những cái phế này gọi là phế liệu bỏ đi đó, tận dụng hết. Mà thấy không? Những cái chai phân bón này, chai nước rửa chén này vẫn mình tận dụng hết nha. Giờ mình trồng hết rồi, cận cảnh mọi người xem luôn. Cũng tạm được các bạn, nhìn thấy cũng khá là đẹp ha. Thì trồng đây chuẩn bị đón Tết mà, trồng hoa này. Hoa vàng thọ đón Tết đó, khỏi phải đi mua. Đây. Mình còn khoảng hai cây nữa, 3 cây nữa, kiếm thêm tí đồ trồng luôn cho nó gọn nha bạn. Sẵn chia sẻ mọi người, mình vừa trồng xong cây, nhìn cây rất là tốt của bạn thấy không, rất là mập luôn đó. Đây. Mình trồng đây chủ yếu là để Tết đem vào trưng ở vòng vòng nhà thôi nha mọi người. Tận dụng hết ba cái chai lọ này, toàn chai nước rửa chén hồi nãy mình quay mọi người xem đấy. Ok, cảm ơn mọi người theo dõi nha. Để hẹn chừng nào nó ra hoa hay là cây phát triển tốt mình quay chia sẻ tiếp cho mọi người xem. Mọi người cố gắng nó theo dõi nha, đợi theo dõi chắc này cứ tháng nữa đó, nếu cây phát triển tốt nha các bạn. Rồi khoảng